được tạo nên bởi những miếng thịt bò lát mỏng và nội tạng bò. Món phá lấu bò này tựa vịt con xấu xí hóa thiên nga. Ngày xưa, món ăn được làm chủ yếu từ lưỡi, lòng và phần da trên đầu bò. Đây đều là những phần bị bỏ đi của bò. Ngày nay, các đầu bếp thường dùng lòng, gân, bắp và tim bò để chế biến món ăn này. Hương vị đặc trưng của phá lấu bò là cay và lạnh. Nó có màu đỏ nhạt, ăn khá thanh mát và là món ăn thương hiệu của ẩm thực Tứ Xuyên. Với món ăn này, chúng ta sẽ đun nhỏ lửa, nhớ thêm rượu nấu ăn, tiêu Tứ Xuyên và hoa hồi vào nồi nước để khử đi mùi gây và tanh của bò, cho món ăn thơm ngon hơn các bạn nhé! Có nhiều người cho rằng nội tạng chứa nhiều cholesterol và không tốt cho sức khỏe, nhưng thực ra trong nội tạng cũng có rất nhiều vitamin, sắt và kẽm. Ăn nội tạng với một lượng vừa phải sẽ rất tốt cho sức khỏe. Món phá lấu này ăn vào mùa đông sẽ giúp làm ấm cơ thể và đỡ lạnh bụng. Sau khi đun xong, chúng ta làm lạnh các nguyên liệu rồi thái thành những lát mỏng. Tuy nhiên, đừng thái mỏng quá kẻo bị phụ và bở các bạn nhé. Vị cay đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong ẩm thực Tứ Xuyên và loại dầu ớt này là gia vị không thể thiếu để chế biến thành công món phá lấu bò chuẩn vị. Khi xào tỏi, chúng ta xào trước một nửa rồi cho nốt nửa còn lại vào xào để hỗn hợp mang hương vị của cả tỏi sống và tỏi chín. Điều này sẽ giúp làm phong phú các tầng vị của món ăn hơn. Dầu ớt, dầu mè và dầu tiêu đều là những gia vị rất quan trọng. Món phá lấu bò này chính là sự kết hợp hoàn hảo giữa vị cay của sốt, mùi và thơm của mè và tiêu, mềm và ngọt của thịt và kết cấu giòn dai của gân và lòng bò. Đây sẽ là món ăn khiến bạn nhớ mãi. Đừng quên nhấn vào đường link bên dưới để đăng ký theo dõi kênh với hơn 1.000 món ăn cực ngon và các show nấu ăn độc quyền của chúng tôi nhé!